Khoảng 9 giờ sáng nay ngày 22 tháng 5, một thai phụ gọi taxi từ Thường Tín, Thanh Trì Hà Nội lên sinh con tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh do đường tắc không di chuyển được tiếp và sản phụ đã vỡ ối nên lái xe taxi đã cho xe chạy vào sân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ. Và thay vì đẻ ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì sản phụ đã được các nhân viên tiêm chủng hỗ trợ đỡ đẻ ngay tại trụ sở của CDC Hà Nội. Ban đầu khi tiếp nhận sản phụ, nữ hộ sinh đang làm việc tại phòng tiêm, thấy sản phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở, có dấu hiệu sinh con ngay. Các nhân viên y tế đã thảo luận và nhận thấy nếu để sản phụ tiếp tục đi đến bệnh viện phụ sản Hà Nội có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Do vậy, các nhân viên y tế đã tiến hành đỡ đẻ ngay trên xe taxi cho sản phụ. Các đỡ đẻ tiến trình thành công, một sản phụ đã sinh một bé gái. Sau khi đỡ đẻ xong, thì các nhân viên y tế đã đưa cháu bé vào phòng tiêm chủng của CDC Hà Nội chăm sóc ủ ấm cắt rốn và đỡ bánh rau đến khi sức khỏe của mẹ và cháu bé ổn định thì cdc hà nội đã cử cán bộ y tế đưa hai mẹ con bé sơ sinh sang bệnh viện phụ sản hà nội để tiếp tục theo dõi trao đổi với phóng viên chào buổi tối trong chiều ngày hôm nay, anh Nguyễn Quang Văn, vợ của sản phụ cho biết, đến giờ phút này thì anh vẫn chưa hết lo lắng khi kể lại giây phút vợ đẻ rơi trên đường. Theo anh Văn thì sáng nay anh đã dự kiến ở nhà để đưa vợ đi đẻ, tuy nhiên do công việc đột xuất nên anh buộc phải đi từ sớm. Xe vừa đến Bixi thì anh Văn nhận được điện thoại vợ gọi là đau bụng quá, phải lên đường đi đẻ thì anh dặn vợ gọi taxi lên bệnh viện phụ sản Hà Nội, còn mình thì chủ động vào bệnh viện trước để làm thủ tục. Nhưng thủ tục xong cả rồi thì vẫn chưa thấy vợ vào viện lúc này liên lạc lại thì mới biết do đường tắc nên xe không thể di chuyển được dù chỉ cách viện không xa cũng trao đổi với trao buổi tối thì điều dưỡng nguyễn thị thu thảo người trực tiếp đỡ cho sản phụ đẻ rơi cho biết với các y bác sĩ tại trung tâm tiêm phòng cdc hà nội đây là tình huống khá bất ngờ chưa từng xảy ra tuy nhiên thật may mắn là chị đã từng 9 năm đảm nhiệm vai trò nữ hộ sinh tại trạm y tế phường trước đây. Do vậy sau khi biết thông tin thăm khám và xác định sản phụ không kịp đến bệnh viện để sinh thì chị đã quyết định cùng với các y bác sĩ nơi đây đỡ đẻ ngay trên taxi. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và sản phụ cũng đã cùng trẻ ra đời khỏe mạnh và được các chị đưa đến bệnh viện ngay sau đó.